Những loài vật có thể chiến thắng voi. Nhắc đến voi, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến loài động vật to lớn và có sức mạnh bậc nhất trong thế giới động vật. Hầu như rất hiếm các loài động vật nào dám tấn công voi, tuy nhiên một số trường hợp hy hữu đã xảy ra và chúng đã chiến thắng đó. Hôm nay chị Bến Xè sẽ cùng các bạn xem thử loài vật nào có thể hạ được cả voi nha. 1. Sư tử. Sư tử được mệnh danh là chúa tể sơn lâm vì chúng có kỹ năng săn mồi bầy đàn dũng mãnh, không khiếp sợ trước các loài vật nào, kể cả đó là con voi. Sư tử có thể đạt tốc độ chạy lên đến hơn 80 km/h, lực cắn lên đến 650 psi, 46 kg/cm², nên luôn là kẻ săn mồi đáng sợ, có thể giết chết hết một con voi. 2. Chiến thuật của chúng là khi săn mồi đơn lẻ, chúng giết chết con mồi bằng cách cắn vào cổ để làm gãy cổ hay tổn thương hệ tuần hoàn máu. Khi săn theo đàn, sư tử có thể kìm kẹp con mồi lớn trong khi các con khác cắn cổ hay là làm nghẹt thở con mồi bằng cách khóa mõm nạn nhân. Nếu phải đụng độ với voi, cả đàn được phân bổ vị trí phù hợp, phục kích và tấn công voi vào vị trí mà con mồi yếu nhất. Đây là chiến lược hiểm hóc và thông minh giúp chúng có thể săn được voi. 2. Hổ. Trọng lượng trung bình của loài hổ là 300 kg. Xét về sức mạnh, chúng có thể nâng vật thể gấp 1,8 lần trọng lượng cơ thể. Một con hổ đói sẽ có thể ăn tới 50 kg thịt trong một đêm. Răng của chúng dài gần 8 cm. Hổ là loài sở hữu những chiếc răng nanh lớn nhất trong dòng họ mèo. Miệng của mỗi con hổ có thể đến 30 chiếc răng sắc như là dao, với lực cắn hơn 1000 psi, gấp 5 lần lực cắn của con người. 2. Chiến thuật săn mồi của hổ là giữ con mồi của nó bằng chi trước và cắn vào cổ của nó. Nếu con mồi là voi thì điều đó sẽ khó thực hiện vì là voi khá lớn. Tuy nhiên, các nhà động vật học cho rằng 2 hoặc 3 con hổ hợp tác cùng nhau thì có thể dễ dàng hạ gục một con voi trưởng thành. Trên thực tế, chỉ một vết cắn ở vị trí chí mạng đã có thể khiến cho voi trở nên yếu ớt và mất mạng sau đó. Hổ và voi có thể sinh sống cùng trong một khu rừng theo kiểu nước sông không phạm nước giếng, trừ khi hổ quá đói và xung quanh hiếm con mồi mới tấn công voi mà thôi. 3. Tê giác. Tê giác là loài động vật được cho là còn sót lại từ thời tiền sử. Nó cũng là loài mãnh thú to lớn đầy sức mạnh. Nét nổi bật của tê giác là lớp da bảo vệ của chúng được tạo thành từ các lớp chất keo và độ dày như một bộ áo giáp. Và nhất là chiếc sừng mọc trên mũi rất là độc đáo. Chiếc sừng ấy là vũ khí tạo thêm sức mạnh cho các đòn tấn công của tê giác. Tùy theo chủng loại mà tốc độ của chúng có thể đạt từ 50 đến 55 km/h với trọng lượng gần 1.406 kg và khả năng lao bổ vào tấn công với vận tốc 56,3 km/h. Tê giác khác tiếng về sự hung dữ và sẵn sàng tập kích bất kỳ thứ gì không quen thuộc. Cuộc đối đầu của tê giác và voi cũng rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu diễn ra thì với tốc độ và sự hung mãn của mình, tê giác có thể quật ngã cả một chú voi. 4. Cá sấu. Thông thường, cá sấu rất ít khi chọn voi làm con mồi, bởi đây là loài động vật lớn nhất trên cạn và có đủ sức khỏe để tự vệ. Tuy nhiên, chúa tể vùng đầm lầy cũng không ngại tấn công đối thủ nếu có cơ hội. Cuộc chiến giữa voi và cá sấu chỉ có thể diễn ra trong nước, thánh địa của cá sấu, bởi chỉ ở trong nước cá sấu mới áp dụng được chiêu ẩn thân chi thuật, khiến kẻ địch không thể biết được cá sấu ở đâu trừ khi chúng ngoi đầu lên. Nếu vô tình voi đang ngâm mình trong nước, nó đã ở thế yếu khi cá sấu cố gắng ngoạm lấy voi, hoặc chỉ cần cú cắn chân bất ngờ trong nước đủ để hạ gục con voi to lớn. Cá sấu là sinh vật có bộ hàm khủng khiếp, cú đớp của nó có sức mạnh tương đương 13.172 N, tương đương 1.342 kg lực. Với tốc độ kinh hoàng như vậy, hầu như không có con mồi nào thoát khỏi cú tấn công chết người của cá sấu. Chúng sẽ hạ gục đối thủ chỉ trong một nốt nhạc. 5. Rắn hổ mang. Nếu bạn thấy voi với kích thước to lớn sẽ là đối thủ bất bại của nhiều loài vật nhỏ hơn, thì rắn hổ mang minh chứng cho điều ngược lại, nhỏ nhưng cực kỳ độc và nguy hiểm. Rắn hổ mang chúa có thể đạt chiều dài 5,6 m, khiến chúng dài nhất trong số các loài rắn có nọc độc. Khi đối mặt, chúng có thể nâng cao tới 1/3 cơ thể và chúng thẳng lên khỏi mặt đất và vẫn tiến về phía trước để tấn công. Không chỉ là loài vật có cách tấn công vô cùng xảo quyệt, mà vũ khí chính để các loài khác khiếp sợ là răng nanh và nọc độc. Những chiếc răng nanh chết người của rắn hổ mang chúa dài gần 8-10 mm, đáng sợ nhất là lượng độc tố thần kinh mà chúng có thể tiết ra trong một lần cắn lên đến 2/10, là đủ để giết chết 20 người. 6. Độc của rắn hổ mang chúa rất dồi dào và mạnh mẽ, có thể giết chết một con voi trong vòng 3 tiếng đồng hồ chỉ bằng một vết cắn.
Voi trưởng thành nếu bị rắn hổ mang cắn sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây trụy tim và khiến voi gục ngã. Lợi thế trường bò linh hoạt cũng giúp rắn dễ dàng áp đảo đối thủ. Sáu, gấu. Gấu thường được cho là một loài động vật hung tợn với sức mạnh khủng khiếp và bộ móng vuốt khổng lồ. Khi mới sinh ra, gấu con chỉ nặng 0,5 kg, nhưng khi trưởng thành, chúng có thể đạt tới trọng lượng tối đa 550 kg. Một con voi khỏe có 2 ngà, nhưng một con gấu có đến 42 chiếc răng sắc nhọn và lực cắn đủ mạnh để xuyên qua lớp da của một con voi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu voi có thể dùng ngà, thì răng gấu cũng là vũ khí sắc bén diệt voi chỉ với vài lần cắn cào. Tốc độ chạy tối đa 34 km/h của gấu đủ để voi chào thua trước kẻ đối đầu của mình khi tốc độ của voi chỉ 24 km/h. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu voi phải đối đầu với một kẻ thù mạnh như là gấu. Voi tuy to lớn nhưng lại khá chậm chạp, tốc độ chỉ 24 km/h, trong khi gấu có thể đạt 34 km/h, nên gấu có thể né tránh các đòn tấn công của voi. Vũ khí của voi chỉ có 2 chiếc ngà, trong khi gấu có cả móng vuốt lẫn răng sắc nhọn nên có thể chiến thắng cả voi. 7. Linh cẩu. Điều gì khiến linh cẩu trở nên nguy hiểm với các loài động vật khác kể cả voi? Linh cẩu có lẽ là một trong những loài động vật bị ghét nhất trên thế giới bởi chúng thực chất là một loài động vật máu lạnh và tàn nhẫn vô cùng. Khi con đói dày vò, những con linh cẩu sẽ không ngại tấn công ăn thịt đồng loại, thậm chí là những con non, hoàn toàn không có sức phản kháng. 8. Linh cẩu được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn, có thể giết chết các loài vật to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng, ngoài ra còn có khả năng chạy nhanh, cũng cho phép linh cẩu truy đuổi được cả những loài chim ở khoảng cách gần. Tuy vậy, linh cẩu hiếm khi được tự săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật săn mồi khác như sư tử, báo và cướp lấy thức ăn của chúng. Điểm mạnh của linh cẩu là số lượng đông đảo, có thể chạy với tốc độ 60 km/h, quần cho đến khi con mồi kiệt sức. Vì vậy, voi có thể đối mặt với loài vật xấu tính này cũng là nỗi đáng ngại. 8. Như vậy, chúng ta vừa điểm qua những kẻ thù có thể giết chết voi nếu đụng độ với nhau. Quả thực là cuộc chiến sinh tồn chưa bao giờ dễ dàng. Bạn thấy loài nào mạnh nhất khi chiến đấu với con voi? Hãy comment phía dưới và đừng quên like cũng như là theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều thú vị trong cuộc sống nha.